Các bạn thân mến, tục ngữ Việt Nam đã có câu chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Câu chuyện ngày hôm nay mà kênh Nga Kể Chuyện gửi đến các bạn đó là câu chuyện có tựa đề Bài Tập Nhỏ. Đối với Tim, cảm giác thất bại trên đường đua ở trại hè là điều bình thường. Tim cảm thấy mình quá nhỏ bé để làm một thủ lĩnh và quá ốm yếu để làm một vận động viên. Bởi vậy, khi anh phụ trách chọn Tim thi chạy cho đội thỏ trắng, Tim đã lắc đầu từ chối. Anh chọn bạn khác đi, em sợ mình làm hỏng cuộc đua mất. Anh cần em tham gia, hãy tự tin lên. Ở vạch xuất phát, Tim đứng cạnh một bạn chạy nhanh nhất mà hai chân run như cầy sấy. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, 16 đứa nhóc cùng phóng nhanh về phía đích. Tuy đã thấm mệt, nhưng Tim vẫn cố gắng điều khiển cho đôi chân tiếp tục chuyển động. Có một rễ cây to chắn đường, Tim nhảy vọt qua nó. Đích đến đã ở trước mặt rồi, Tim cảm thấy hai chân mình như muốn quỵ xuống. Không, mình không thể bỏ cuộc được. Tim nghe đám đông đang hò reo dữ dội. Cố lên, cố lên. Tim cúi mặt và bắt buộc đôi chân guồng mạnh hơn. Cặp chân chạy vun vút chống lại bộ não và Tim đã chiến thắng. Anh phụ trách chạy lại ôm chầm lấy Tim. Em thật là tuyệt. Không phải là em chạy mà em bay như chim. Mặc dù Tim là người chiến thắng, mặc dù Tim nhận được nhiều lời khen tặng, nhưng đối với cậu, phần thưởng quý nhất là cậu có thể bước đi với sự tự tin. Tim nhận ra rằng mình có thể làm được rất nhiều việc nếu cậu đặt hết sức mạnh vào đó.